Như truyền hình Thông tấn đã đưa tin, ngay sau khi có dư luận cho rằng đường thốt nốt, đặc sản của vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang được các hộ khai thác nước để chế biến đường thô có xử lý chất bột trắng không rõ nguồn gốc, các ngành chức năng tỉnh An Giang đã vào cuộc kiểm tra và khẳng định chất bột trắng xác định được tên và không gây độc hại. Trước đây, hầu hết các hộ khai thác nước thốt nốt để nấu đường thường sử dụng bột rễ cây sến mua từ Campuchia nhằm làm chậm sự lên men, không bị chua của nước thốt nốt trong quá trình khai thác và không bị lợi đường kéo mạch nha khi chế biến đường thô. Nhưng nhiều năm gần đây không còn nguyên liệu rễ cây sến nên các hộ được thương lái thu mua đường chỉ dẫn dùng loại bột này để thay thế. Khi sử dụng bột này không làm ảnh hưởng đến màu sắc, hương vị của đường thô. Chúng tôi sẽ hướng dẫn tập huấn cho, sẽ phối hợp với sở quản chi cục quản lý nông lâm thủy sản để tập huấn cho người sản xuất về sản xuất chế biến đường thốt nốt an toàn, là điều cái cách sử dụng cái hóa chất natri hydrosulfite này, đảm bảo cái hóa chất này không có những cái chất mà phụ gia, những cái tạp chất mà không hại cho sức khỏe, rồi sử dụng cho đúng liều lượng, sử dụng đúng quy trình và công bố trên nhãn hiệu hàng hóa cho người dân, người tiêu dùng biết lựa chọn. Sản phẩm của đường thốt nốt Bảy Núi hiện tiêu thụ rất mạnh ở thị trường trong nước và xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Mỗi năm mặt hàng này đã mang về thu nhập cho đồng bào vùng núi biên giới hơn chục tỷ đồng, đặc biệt là giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại chỗ, trong đó có nhiều hộ là bà con dân tộc Khmer. Như thông tin chúng tôi đã đưa, chính trường Ai Cập lại một lần nữa có biến động lớn sau hơn 2 năm cuộc chính biến lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Ngay sau cuộc họp khẩn cấp tại Cairo, sáng sớm nay theo giờ Hà Nội, quân đội Ai Cập đã phế truất Tổng thống Mohamed Morsi, đình chỉ hiến pháp hiện hành và đưa ra lộ trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Ả Rập lớn nhất thế giới này. Theo một số nguồn tin, ông Morsi hiện bị quân đội tạm giữ, trong khi các lực lượng đối lập trong nước bày tỏ hoan nghênh quyết định của giới chức quân sự. Phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Ai Cập. Cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ, người đứng đầu các lực lượng vũ trang Ai Cập đã tuyên bố hủy bỏ hiến pháp, cách chức tổng thống và thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc, đồng thời thành lập một ủy ban để sửa đổi hiến pháp, chấm dứt 4 ngày biểu tình căng thẳng và một năm cầm quyền đầy biến động của nhà lãnh đạo Hồi giáo Mohamed Morsi. Thứ Chiến, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Cairo, Ai Cập. Xuất hiện trên truyền hình cùng với giới lãnh đạo quân đội, tôn giáo và các nhân vật chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi tuyên bố Tổng thống Morsi đã không thể hiện trách nhiệm trước những đòi hỏi của nhân dân, thể hiện qua làn sóng biểu tình suốt tuần qua. Quân đội cũng chỉ định chánh án tòa án hiến pháp tối cao Ai Cập làm lãnh đạo lâm thời của Ai Cập, đồng thời đưa ra một lộ trình chuyển tiếp chính trị nhằm khôi phục an ninh, ổn định cho đất nước. Lộ trình sẽ bao gồm việc đình chỉ hiến pháp, tiến hành bầu cử tổng thống và quốc hội trước thời hạn, thành lập một ủy ban hòa giải dân tộc có sự tham gia của các phong trào thanh niên, chánh án tòa án hiến pháp tối cao nắm quyền công bố các quyết định hiến pháp trong giai đoạn chuyển tiếp, và lộ trình này cũng bao gồm việc thành lập một cơ quan nhằm xem xét sửa đổi hiến pháp. Tướng NCC không nêu rõ giai đoạn chuyển tiếp sẽ kéo dài trong bao lâu, song nhấn mạnh một chính phủ kỹ trị với năng lực đầy đủ sẽ được thành lập và quân đội sẽ không can thiệp vào các vấn đề chính trị của đất nước. Cùng với quyết định phế truất tổng thống, giới chức quân đội Ai Cập cũng ban hành lệnh bắt giữ khoảng 300 quan chức của lực lượng tổ chức Anh em Hồi giáo cầm quyền, trong đó có 2 thủ lĩnh cấp cao đồng thời là những nhân vật thân cận của Tổng thống Morsi. Cũng trong sáng nay, lực lượng an ninh Ai Cập cũng đã đóng cửa kênh truyền hình Al Jazeera Mubasi do tổ chức Anh em Hồi giáo kiểm soát. Trong khi đó, đại diện tổ chức Anh em Hồi giáo cho biết Tổng thống Morsi đã bị cách ly với các trợ lý của mình và hiện bị tạm giữ tại trụ sở Bộ Quốc phòng Ai Cập. Ngay sau tuyên bố của giới chức quân đội, hàng chục triệu người Ai Cập đã đổ xuống đường ăn mừng. Lãnh đạo các lực lượng đối lập cũng bày tỏ ủng hộ quyết định của quân đội. Tuy nhiên, đụng độ cũng đã xảy ra giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống Morsi, làm ít nhất 14 người thiệt mạng. Tại thủ đô Cairo, hàng triệu người đã tập trung tại quảng trường Tahrir và trước phủ Tổng thống, cùng phất cờ hò reo nhảy múa. Pháo hoa rực sáng trên khắp bầu trời Cairo và các vùng lân cận. Các cửa ngõ ùn tắc nghiêm trọng khi hàng nghìn xe ô tô cùng đổ về khu vực trung tâm thủ đô. Tôi thấy vô cùng hạnh phúc vì chúng tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi sau 2 năm vừa qua. Chúng tôi mệt mỏi với cả hệ thống chính quyền của ông Morsi.
Chúng tôi cần người xứng đáng để lãnh đạo đất nước. Phát biểu ngay trong đêm 3 tháng 7, thủ lĩnh đối lập ông Mohamed El Baradei đã hoan nghênh quyết định của giới chức quân đội vì nó phù hợp với nguyện vọng của nhân dân Ai Cập. Lộ trình do quân đội đưa ra ngày hôm nay là đi đúng hướng theo tinh thần của cách mạng 25 tháng Giêng và nó đáp ứng được sự mong mỏi của phần đông người dân Ai Cập. Trong khi đó, những người ủng hộ Tổng thống Morsi vẫn tỏ ra sẵn sàng bảo vệ Tổng thống vừa bị phế truất. Tổng thống Morsi được bầu hợp pháp và chúng tôi sẵn sàng chết để bảo vệ ông ấy. Ông ấy được bầu bằng lá phiếu của cử tri thì cũng sẽ ra đi qua lá phiếu, chứ không phải bằng vũ lực hay sự ép buộc. Theo các thông tin chính thức, dù lực lượng an ninh đã được tăng cường để đảm bảo trật tự, song đụng độ đã xảy ra giữa các phe đối địch ở nhiều thành phố của Ai Cập, làm ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Trước những diễn biến mới trên chính trường Ai Cập, nhiều nước phương Tây đã bày tỏ hoan nghênh quyết định phế truất Tổng thống Morsi, song cũng quan ngại về nguy cơ bùng phát làn sóng bạo lực mới tại quốc gia Bắc Phi này. Cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên ở Ai Cập kiềm chế và nhanh chóng trở lại tiến trình dân chủ. Từ Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Ban Ki-moon bày tỏ sự lo ngại vì theo ông, việc quân đội can thiệp vào chính trường như vậy, dù bất cứ lý do gì đều là việc gây lo ngại. Ông Ban Ki-moon cho biết sẽ theo dõi sát các diễn biến tại Ai Cập và trong mọi trường hợp sẽ luôn đứng về phía người dân quốc gia này. Từ Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có phát biểu hối thúc giới chức Ai Cập nhanh chóng xúc tiến quá trình chuyển tiếp, tiến hành bầu cử để thành lập một chính quyền dân sự hợp pháp. Chúng tôi tin rằng tương lai của Ai Cập chỉ có thể được quyết định bởi người dân Ai Cập. Tuy nhiên, chúng tôi cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc lực lượng vũ trang Ai Cập lật đổ Tổng thống Morsi và đình chỉ hiến pháp Ai Cập. Tổng thống Obama cũng chỉ thị cho các cơ quan hữu quan Mỹ xem xét hành động can thiệp của quân đội Ai Cập nhằm xác định mức độ tác động tới nguồn viện trợ của Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cũng ra lệnh sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Ai Cập. Cùng ngày, đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Catherine Ashton đã lên án các hành động bạo lực, cũng như kêu gọi Ai Cập nhanh chóng quay trở lại nền dân chủ. Tôi kêu gọi tất cả các bên nhanh chóng quay trở về tiến trình dân chủ, trong đó bao gồm tiến hành bầu cử Tổng thống và Quốc hội một cách tự do, công bằng và thông qua hiến pháp. Các ngoại trưởng Anh và Pháp cũng đã hối thúc các bên kiềm chế, tránh bạo lực và lên tiếng phản đối việc can thiệp quân sự nhằm thay đổi chế độ, song không gọi vụ việc ở Cairo là đảo chính. Cùng với các cường quốc phương Tây, nhiều quốc gia vùng vịnh cũng hoan nghênh việc quân đội Ai Cập lật đổ nhà lãnh đạo Hồi giáo Morsi. Quốc vương Ả Rập Xê Út Abdullah đã gửi bức thông điệp chúc mừng tới người đứng đầu Tòa án Hiến pháp Ai Cập, ông Adi Mansouri, người sẽ chính thức trở thành Tổng thống lâm thời của Ai Cập từ ngày hôm nay. Tiếp tục với các thông tin quốc tế khác, hôm nay Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Kurien Antony bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ tới Bắc Kinh kể từ năm 2006. Theo Tân Hoa Xã, ông Antony sẽ có các cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn. Thông cáo của chính phủ Ấn Độ cho biết, hai bộ trưởng dự kiến sẽ thảo luận một loạt các vấn đề, bao gồm việc duy trì hòa bình và an ninh dọc biên giới chung, trao đổi và giao lưu giữa lực lượng vũ trang hai nước, cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh khu vực và toàn cầu. Chuyến thăm của ông Antony lần này cũng có sự hiện diện của nhiều quan chức quốc phòng Ấn Độ khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.